Chào tất cả các bạn đến với lại bài giảng online bằng đế luật kinh tố vấn của Thái Linh. Hôm nay chúng ta đi vào chương 30, đó là chương Dương Minh, Mạch Giải Thiên. Thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết của chương này. Kinh văn, Hoàng đế hỏi, Túc Dương Minh, Mạch mắc bệnh, ghét người với lửa, nghe tiếng gỗ, thời giật mình, sợ hãi, chuông trống, không sợ, mà lại sợ tiếng gỗ là vì sao? Kỳ bá thưa rằng, Dương Minh, tức là vị mạch, vị thuộc thổ, nghe tiếng gỗ thời, thì sợ hãi, là vì thổ ghét mộc. Sao lại ghét lửa? Kỳ bá thưa, Dương Minh chủ về nhục, mạch của nó huyết khí đều thịnh, tà khí phạm vào người thời nhiệt, nhiệt quá nên ghét lửa. Hoàng đế hỏi, sao lại ghét người? Kỳ bá thưa, Dương Minh quyết thời xuyễn mà uất, vì uất nên ghét người. Hoàng đế hỏi, hoặc có người xuyễn mà chết, lại có người xuyễn mà sống là vì sao? Kỳ bá thưa rằng, quyết nghịch chứng liền với tạng thời chết, liền với kinh thời chết, mạch của thái âm vòng quanh vị, lạc với dương minh, thông với tâm. Như nhiệt tà quyết nghịch ở trên, phạm vào kinh mạch của tâm phế, gây lên chứng xuyễn, uất, thời sống. Nếu phạm thẳng vào tâm phế, thời sẽ chết. Hoàng đế hỏi, có chứng bệnh nặng, cởi bỏ áo mà chạy, trèo lên nơi cao mà hát, hoặc có khi không ăn tới vài ngày lại trèo qua tường, leo lên nóc nhà. Những nơi leo trèo đó đều không phải những nơi lúc vô bệnh có thể lên đó được. Thế mà giờ ốm lại lên được là vì sao? Kỳ bá thưa rằng, tứ chi là cái gốc của dương khí. Dương khí thịnh thời, tứ chi thực. Vì thực nên mới làm được nơi cao. Cởi bỏ áo mà chạy là vì sao? Nhiệt quá ở mình nên mới cởi bỏ áo để chạy. Nói càn, chửi bậy, không kể gì, thân sơ là vì sao? Vì dương thịnh nên sinh ra nói bậy, chửi càn, không không kể thân sơ mà không muốn ăn, vì không muốn ăn nên chạy càn. Thì vị lạc trên thông lên tâm, dương thịnh thời tâm thần hỗn loạn, khiến người ta nói càn chửi bậy, không biết người thân kẻ sợ. Nhiệt thịnh ở vị nên không muốn ăn mà lại muốn chạy càn, vì tứ chi bẩm khí ở vị, tứ chi thuộc tỳ vị, vị nhiệt nên chân tay nóng cuồng muốn leo trèo và chạy càn. Thì đây là toàn bộ ý nói về cái kinh Dương Minh. Mà khi khi Dương Minh bị nhiệt nóng càn thì Dương Minh thì hay bị tích thịnh tích nhiệt, và nhiệt ở Dương Minh thì nó hay đỏ mặt, nhất là trong chúng ta nếu mà chúng ta học về Thương Hàn Luận ấy, thì nhiệt mà phạm vào dương minh thì dương minh không truyền nên nó tích tụ lại. Thế nên cái bài mà chúng ta hay dùng chính là bài Đại Thừa Khí Thang để thông trường phổ, để dẫn cái nhiệt ở dương minh vị ra ngoài sẽ khỏi. Đặc biệt chúng ta sau chúng ta bị sốt mà sốt đỏ đứng trước mặt thì chúng ta dùng bài này khá là hay. Thì đấy là toàn toàn bộ cái kiến thức của cái chương 30 là Dương Minh Mạch Giải Thiên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn vui lòng đăng ký kênh của thầy Linh. Mọi sự bình luận các bạn bình luận phía dưới, thầy sẽ giải đáp thắc mắc và chúng ta cùng trao đổi.